Thì bây giờ anh em nên cũng đã tới điểm đặt này của chú anh chị. Thì đây hiện giờ đang ở trong vườn cà na ha. Cái vườn này là vườn cà na nè. Tối nay thì tối nay thì anh em nên sẽ trụ ở đây, trụ ngay chân chỗ này. Thì nên sẽ đặt đồng nè. Đồng này đồng cũ của chú anh chị, có đồng mới nữa. Đồng lúa còn chưa cắt mà nó nằm tuốt ở bên kia kìa. Thì người ta chưa cắt, cũng sắp cắt rồi. Bữa thứ hai nữa người ta cắt rồi. Giờ trong khi đợi đồng mới thì anh em nên sẽ đánh đồng cũ ha. Này, cái đồng này thì rộng lắm ha cô chú anh chị, rộng bạt ngàn luôn, bự lắm. Nói chung ra là cái đường này là xung quanh toàn đồng thôi, qua cánh bên kia cũng là ruộng, bên đây ruộng, nói xung quanh là nói chung ruộng không đó, ruộng với vườn không à. Đó người ta trồng đậu bắp với cái gì bầu mớp gì đó nên cũng không biết nữa. Đây bên đó có nguyên cái vườn sầu riêng ha. Cái vườn sầu riêng này không biết có cô chú anh chị nào còn nhớ không, vườn sầu riêng này lúc trước nên có đặt gắn hình lần nè. Có đặt gắn nè. Thì nãy nên qua bên phà Châu Giang, qua phà Châu Giang chạy xuống đường Phú Hiệp ha, là tới cái cánh đồng này cũng kế bên đó. Cái giờ đó ngoài đó là cái vườn sầu riêng đó. Hồi đó nên có đặt gắn, hai vợ chồng nên có đi ra ngoài đặt gắn hình lần rồi. Giờ không có đặt gắn nữa thì nên đặt chuột ha. Đó, đặt chuột ngoài vườn sầu riêng đó, xung quanh đồng. Đồng này đồng cũ, đồng này người ta cắt không gài cũng lâu lắm rồi nhưng mà người ta chưa xạ lại. Bây giờ nên qua đặt đồng đồng cũ trước, rồi xong rồi nên sẽ đặt đồng mới sau. Đồng mới thì hiện giờ người ta chưa cắt, với mấy bữa nay mưa á, mấy bữa nay chỗ nào chỗ nên ngày nào cũng mưa, chứ mưa đám bành bành không, mưa nổi nước thôi. Rồi thôi bây giờ để nên đem đồ vô rồi sửa soạn cái chỗ ở hư chú anh chị. Rồi thì giờ này thì nên với anh xui nên cũng đã đặt xong hả cô chú anh chị. Thì nên đặt cái vườn sầu riêng đó, mùa này thì ít chuột, vườn sầu riêng đó cũng không có chuột. Cái vườn sầu riêng đó là lúc trước là nên đi đặt gắn á, là lúc trước là chuột dữ dằn, chuột dữ luôn, dữ lắm luôn á. Nhưng mà mùa này không có chuột cô chú anh chị, nên đặt vườn sầu riêng, với nên đặt cái vườn, cái vườn ở trong kia bữa nay có 200 cái gặp à, mà đặt 3 chỗ, đặt tổng cộng 3 chỗ. Có 200 cái mà nên chạy vòng đặt 3 chỗ. Ở đây cũng có đồng nghiệp đánh của chú anh chị, với mùa này cũng ít chuột. Còn anh xui nên thì đặt trút ngoài kia, với vòng ở đây. Thì cái chạy nên đây. Thì cơm thì nãy giờ nên cũng đã dọn cúng kiến hay nè. Thì nên mời cô chú anh chị dùng cơm với anh em lên ha. Thì bữa nay có món cải, cải luộc ha, làm canh. Còn này kêu bằng gì, khô gì, khô chiên giấm đường. Khô chiên giấm đường ha. Đó. Ba cái củ hành sắc nhỏ đó. Rồi, ăn cơm đi. Khô chiên giấm đường, khô cá tra chiên giấm đường. Rồi, ăn cơm. Cơm. Trời ơi, chặn luôn đi, đẹp trai mà. Cho vợ thấy mình đẹp trai. Đó, ừ. Chặn đi ta cho vợ, cho vợ thấy mình đẹp trai. Vợ trời, ngực thì lép mà ba sườn thì lồi. Rồi đâu bằng áo vô hết thấy rồi, rồi nữa. Chuyến này về vợ dình không ra luôn rồi, chết luôn rồi. Đây, nên mời cô chú anh chị dùng cơm với anh em nè. Mời cái nhà ăn cơm. À, bữa cơm đơn giản nè. Làm mày ngon nhất ta. Bự ngắn. Nhìn hấp dẫn ha. Ngon không? Ngon. Dạ mày ăn được, im không? Im không? Im. Im ngon, ăn thử miếng, đút cho miếng. Im, im mai mốt về kêu vợ làm nè. Ăn bỏ trên khuôn rồi. Rồi, thì giờ nên cũng vô ăn cơm này, cũng đói bụng rồi. Thì nên hẹn cô chú anh chị để tối nay ha, chị nào nên đi thăm á thì nên sẽ chia sẻ tiếp cho cô chú anh chị xem. Chú bé hả? Chú nhỏ hả?
nên xin mời lên chào cô chú anh chị nha. Buổi tối về đón con rồi thì giờ này hai chồng nên đi thăm bãi chuột nè, thì nên cũng mời cô chú anh chị cùng theo vợ chồng nên thăm bãi chuột nha. Mong rằng bữa nay sẽ có lý điểm mới thôi, điểm mới của nên nhưng mà điểm cũ của người ta. À, chào quá vợ. Này là nên chỉ đặt mót thôi chứ cũng hiu của chú anh chị, cũng có đồng nghiệp đánh rồi về đây dính con rồi, bảy nằm thun tuốt dưới rồi đó, nó chạy tọt dưới á, đặt cái trên nè, tưởng đâu đặt bảy nó đung á, nó đung ồ đây dính nè, mình thấy nhúc nhích cỏ rồi, cỏ biết dính liền, nó đung á, anh đặt cái trên mà, ừ đúng rồi đó. Ớt nhái, ớt nhái nhảy đàn con này mà nhỏ. Cái này chết quá, cái này chết luôn. Đây dính con nhỏ nè, đi chưa anh, một bé nước nè. Ừ, cạn rồi. Đi con, đi chiếc. Sao sao ra anh? Bộ hông hả? Bộ hông đứng hết. Bộ hông hả? Ừ, cái này gì mà chết. Chết quá. Ồ, cái này dính con bực. Trời ơi, sụp cái lỗ. Xém lọt xuống mương. Đây là siêu siêu mini. Siêu mini chuột. Ủa cái này sập mà không dính ra. Để mình dài lại cái. Còn mấy chị này cống, hai mấy hàng cống mà ăn không được, gặp mình nhỏ thôi, không có gặp bự. Có đâu nếu cống bự vô, nó lại vô khích, thì nó bự quá, nó ủi gặp. Ừ, cái này chết quá không? Chết không? Bự không? Lỡ vừa. Này chắc hẻo nhiều quá vậy. Chết không à? Này có không? Chết luôn. Đường thấy cũng im lắm mà sao kỳ ta? Chết nhiều dính. Rồi hẻo à, heo luôn. Rồi chuyến này hẻo heo heo luôn. Nhỏ không? Quá màu hồng, mẹ nhỏ nè, hai cái hai con nhỏ. Ừ, quá màu hồng rồi. Ừ. Hai bé luôn. Ồ, đen bé nè. À, đến con chút chút không? Chút này nguyên bảy. Ba cái dính bốn con. Người đặt giùm Minh Thanh đó gì. Đây con bự hai con luôn, hai cái hai con bự kế bên luôn. Măng cầu, măng cầu ta này, sầu riêng, sầu riêng cây bự bự không. Đây là nguyên vườn sầu riêng luôn của chúng chị. Lúc trước phải trồng bưởi, bưởi sen sầu riêng, bưởi có măng cầu đó,
Mà sầu riêng, cái vườn này bự dữ lắm luôn. Vườn này nên đổi chắc cái mẫu hơn á, cái mẫu đất á. Bự lắm. Cái tiếp dính luôn rồi mà. Ờ, trên đó dính con rồi. Hai bé. Hai bé. Hai cái, hai bé. Cái đằng đẳng không biết dính không đây. Dạ đi không? Ồ, cái này chết rồi em. Cái này đường cũng im mà chết rồi. Đây một cái bự để chuột vườn sầu riêng, vườn bưởi. Vườn này cái cây bành bạnh ha, con cầu tà trái ngóc. Vườn đây trái con cầu. Con cầu á, con cầu trái bành bạnh, con trái ngóc. Ở đây dính đó nè. Rồi hai bé mà lụm hết bé à. Ủ cái này sảy hay gì à? Hai con hay gì á? Hai con luôn. Ờ, hai con bành kia luôn. Chạy treo chổng khu luôn. Sao mới dính được hai con bành kia luôn mới ghê. Nó hai con bự không? Vô cái ngát nó gặp luôn. Nhỏ. Ồ, đằng kia con bé nữa kìa. Ba cái ba bé luôn. Đây con bé. Đằng đó con bé rồi. Rồi để em đổ vô gà lại. Bự không? Nhảy mũi. Đấy, bù hông. Ồ, cái này trời dính nước mối. Nãy giờ hai chồng nên cũng đã thăm xong hết rồi cô chú anh chị. Bữa nay thất thủ rồi. Đây được nhiêu cứ này mà thắt gì là cứ sáng nên hiu mấy ký giờ 3-4 ký giờ không 3 ký ngoài ký nhỏ đóng luôn nhỏ ký mấy rồi ký mấy cực nhỏ rồi 3 ký mấy rồi chú anh chị ký nữa không mong rằng ký sáng sẽ có lý hơn thôi mà nhờ được cứ tối thôi chứ nếu mà cứ tối thắt gì cứ sáng là thua rồi thôi nên chúc cô chú anh chị buổi tối ngủ ngon giờ mọi nhiều giấc mơ đẹp ha hẹn cô chú anh chị lại sáng mai bye bye giọng ướt nhẹp luôn kìa em thì giờ này cũng 1 giờ của chú anh chị thì anh em nên đang ngủ giờ trời mưa tóc ông mưa kéo đầu cái tóc bị chảy 1 giờ thì mổ không cho ngủ yên nữa. Giờ cây ngồi dưới che đồ lại tôi có tạt chỗ nào thì mình che chỗ đó đừng mưa ông ơi mưa là khổ luôn mưa như lâm găm thì còn được mà mưa lớn là xong đó chú anh chị thấy mưa không? Ờ, thầy ông Dũng đó. Giờ này 1 giờ mà ổng không cho ngủ luôn. Giờ phải thức canh. Nên xin chào cô chú anh chị ngày mới, cô chú anh chị ngày mới ha. Thì sáng hai vợ chồng nên đi cuốn gặp nè. Nhưng mà sáng ông trời ông buồn rồi cô chú anh chị à. Có chú dịch lội à. Con đang. Cái bông này bông gì, bông bằng lăng hay gì nên cũng không biết nữa. Sáng hai chồng nên bắt đầu đi cuốn gặp nè. Sáng ông trời ông chuyển đèn kịnh hết trơn cô chú anh chị. Tối ông mưa. Nói chung là ông làm ông mưa lớn lúc giấc khuya ông làm lấy ra tới sáng luôn đó rồi
ông ngưng được chút xíu, bây giờ này cái là ông chuyển bình địa luôn rồi chú nha, chuyển qua chuyển, đang mưa, hiện giờ đang mưa lâm râm luôn nè, đảo lại đi vậy nè, mà xả này nè, ông gom đây xong đảo lại, gom nó đi đến đi tới xong. Gom nó đảo lại đi. Nguyên mì vậy kìa. Lũ ở đâu? Lũ xuống sông hả? Xuống đường này phải không? Xuống đường này phải không? Nguyên mì vậy. Ôi vô gặp lên. Đó. Nghĩa là nó xuống mường cái anh chị lùa bên kia. Nên đi chứ không gặp nè. Sáng thách giờ này không mưa lầm găm rồi. Mưa lầm găm rồi. Ông ơi. Nhưng hết ngày nay chắc như nên hết đặt luôn á. Tại vì mưa gì nè. Là nên không có được đường xá gì đặt được hết chứ. Chắc như hết đặt ngày nay rồi. Thấy đâu thấy đường xá gì đâu đặt. Sáng ông mưa quá trời mưa cô chú anh chị, hiện giờ là hai vợ chồng nên đang dầm mưa nè, cô chú anh chị thấy mưa, hai chồng nên dầm mưa, có không em? Góp bà cái gặp, chuyển mít mù sang cỏ luôn, nguyên cái đồng rộng lớn, chuyển quá trời chuyển, bữa nay cánh bên kia cắt lúa người ta hết cắt được luôn rồi. Mưa kiểu này là không có cắt được. Này đây trồng xả. Có không ạ? À? Dù này tới nay mình đâu có thăm đâu. Thấy sợ quá không có lội qua. Bữa nay chắc ăn hay không người chơi quá vậy. Ngày ăn nó xong rồi. Mưa chứ mưa kiểu này là đặt không có được. Mưa kiểu này là đặt không được. Không phải là đặt không được. Rồi, hết. Đó, có mồi rồi đó. Phải đặt không được mà tại vì là kiểu như mình không có thấy đường á. Con gì vậy? Chuột chợ rồi. Rồi. Ngẽo rồi, kiến cắn. Kiến cắn ngẽo rồi. Không thấy đường á chú nha. Mưa cái nó liếp đường nhưng mưa từ hồi tối tới giờ luôn rồi. Giờ. Rớt cái gặp nước luôn hả? Nên nè, gom qua tới ra dọng cái vườn sầu riêng đó đó. Rồi, thầy để nên sẽ tranh thủ lên gom không chứ đi. Chút xíu để cũng thôi là mưa lớn cái là nhiều cái là xong luôn rồi. Là nên hết gom luôn. Rồi còn 25 gram còn gom được. Hai vợ chồng nên giờ cũng đã gom xong rồi. Giờ mưa mình mấy, nói chung là hai vợ chồng nên mình mấy trên nhà phải trơn rồi đó. Ông đang mưa. Mưa bình địa luôn. Mưa kiểu này là ăn hay không luôn, đến xưa ơi. Quá mưa rồi. Về gán lỡ ước mình ấy cho xong luôn của chúng chị. Chứ hồi để lạnh dữ lắm luôn. Sáng được mớ. Được cũng mấy chục con vậy. Nãy bên em mấy nhiêu con? Bên đây 14 con. Của bên anh 18 con nữa là 32 con. Được 32 con. 42 con. Ê sao bỏ chục nhỏ. Nói không chục bự bỏ chục nhỏ luôn à. Rồi mấy chục nó ước chèm nhẹp hết trơn rồi.
không vô bóp bọc gió cho nó đi. Ừ, cho nó cấm luôn. Mưa tầm tã luôn. Mưa tầm tã luôn. Chứ mưa tầm tã chắc em có bụi xả. Ờ, dắt vô bụi xả thì xả nó cắt. À, tối rồi chồng anh ngủ đó, giường này là giường cà na. Giường cà na luôn. Lạnh. Được chưa vậy? Đổ ra cũng lọt nè. Bạn nghe, chuột nhỏ nhiều ha. Thấy quá chuột ở đây nè. Lạnh quá quèo, con ếch nữa. Sáng dính được ếch nữa, mồi. Tới đây có ếch kêu của chú anh chị, nhưng mà gốc gạ không bắt không được. Tới ếch kêu cũng im luôn, mà gốc gạ quá chừng à, gốc gạ dày bịch luôn. Cao nhồng, không có bắt được, không thấy được gì chơi luôn. À, tổng cộng thì cũng được nhiêu nè cô chú anh chị, chắc cũng bộ mà nên chắc tổng cộng hết chắc cũng 5-6 kg gì đó. Thôi giờ nên cũng xin tạm dừng video đây ha. Nên cảm ơn cô chú anh chị cũng đã bỏ thời gian theo dõi vợ chồng nè. Vợ chồng mình cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Thì nên cũng xin hẹn cô chú anh chị lại video sau nha. Chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ. Bye bye. Chào dạ. Nên không dám cầm máy quay lâu nữa, sợ nước mưa hồi vô cái là hư cái máy luôn.